xin lỗi xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ phân tích cho anh em có những cái điểm mà anh em chưa biết đến khi mà anh ta mua tài xỉu, đúng không? Anh em hay bỏ qua, anh em cứ tưởng nó là khó nên là ít anh em có thể đã tận dụng cái điểm soi này để anh em tính, đúng không? Thông thường trong cái phiên tài xỉu nó có những cái điểm cái sự kiện này, điểm xí ngầu này hay là cái điểm sóng cái cầu đấy, ví dụ như là nó hạt chạy trong cái trò này là 12 này lên xuống là 10, đúng không? Sau đó là xuống cái tầng 9 chẳng hạn, sau đó lên là lên 11, đúng không? Thế là mình chỉ lấy con số ví dụ anh em nhé, và cái điểm chắc là ví dụ thôi. Đấy, thì 11 cái thời gian mình được phép, đúng không? Nói chung là đây là cái xác suất của nó ngày trước ấy, ví dụ cái tháng trước ấy thì 9 nó là thể hiện lên 12 thì nó chạy được 1, nhưng mà bây giờ trường hợp là 12 9 xảy ra thì nó hay gây cổ rất là sớm. Đây là anh em phải để ý trong những cái tháng cầu nó rất là khác nhau, nhất là những con game bài điện lớn hiện nay mình đang nghiên cứu chúng ta chứng khoán hạn thì nó hay có cái xác suất ví dụ như là 10 với 11 liên quan, hay là 12 mới là 9 không có liên quan đến nhau này, hoặc là hay là có xảy ra là 3 con 8 hay là xảy ra 3 con 9 rất là nhiều, hay là 3 4 5 con 10 này hay là xảy ra rất là nhiều để nó lẫn cái việc cái nó chạy như thế ấy. Chạy biệt phố được bạn thế thì em cần công thức nữa nha nhá. Đấy là công thức của mình đang chơi. Công thức của mình sẽ lấy là đầu cầu này cộng cho phiên người ra khoảng 6 này, đúng không? Anh em sẽ lấy cần sẽ ghi đây 12 cộng cho 11 chúng ta có 23. 23 đây thì em được phiên nó có tài của mình nha. Được chưa? Còn nếu như mà bây giờ mình sẽ lấy cái điểm cuối này mình so sánh nó chẳng như này này, được chưa? Lẻ cái tham một tài là chẳng như tham là gì. Còn tiếp tục ví dụ đây là lấy tài đúng không? Ví dụ có tài 12 đi đấy. Và anh em sẽ lấy tiếp tục 12 cộng với 11 thành 12 và chúng ta thì sẽ có 24. Thế thì các em đá vào xỉu cho mình nha. Ok luôn. Lại lại xuống con xỉu vào lúc xỉu 10 tiếp này. Đấy. Khi mà cầu chạy đi thì cái này nó sẽ đẩy ra để ra đi, nó sẽ chuyển về cái điểm mới này, chứ không phải là con này là mình dài mãi được nhé. Nên cứ vào soi ở chứ chẳng cái điểm xí đầu ấy là sẽ có cái điểm này và đẩy đi được 10, thì những 10 cũng là 10 tiếp đúng không? Đấy, cho nên là 10 cộng với 10 chúng ta sẽ có là 20 thì nó sẽ bắt vào nó xỉu vào mình đó. Thì nếu như ba tay này mình đã bỏ ra ba tay này thì tính xác suất đã tiến đầu trước thì nó sẽ cùng được hợp kết quả đúng như thế này, thì anh em sẽ bắt luôn thì thành tiêu lại nó sẽ vào 4 đi, được chưa? Vào 4 tầm 10 củ thì anh em sẽ vào khoảng 2 củ vào tay, đấy là mức cao nhất. Còn bình thường thì anh em cứ pha tầm 10 củ, 1 củ vào tay anh em nhé. Thì nếu chúng ta chơi như thế thì 1 củ anh em sẽ được 10 tay thoải mái chơi hơn, đấy, vừa giải vừa có thời gian chơi này, vừa có thời gian là thêm tích lũy kinh nghiệm, đúng không? Còn anh em nào muốn lên đơn kèo thì cứ làm hai củ một tay, năm tay là nghỉ, đúng không? Thế là nhanh. Thật ra mình cứ tầm 6-7 tay là đẹp, anh em. 10 tay đúng là đẹp, chơi được khoảng 10 tay là anh em sẽ nghỉ một phiên. Sau đó thì anh em có thể là tầm khoảng hết cái cầu ấy đi, anh em sẽ vào chiến tiếp cũng được. Bởi vì là mỗi phiên mình cách biệt rõ ràng ra. Chứ mình mà chơi liền tù thì ở mấy chục tay liên tiếp ấy, thì nó sẽ là rơi vào cái trường hợp là mình vẫn có là dài, đúng không? Mình loạn cầu, thà mình có tâm lý là mình nghỉ ở đoạn này, cầu này, sau mình bắt sang cầu khác thì nó sẽ ok hơn. Nói chung cái trường hợp là nhiều người mà chơi dài vẫn ăn đều được thì như là vẫn có, nhưng mà nó lại không xảy ra ở anh em mình, đúng không? Anh em mình nghiên cứu cái bước đi nó phải ngắn gọn, chuẩn xác, khác về điểm thôi. Chứ mình không thể nào bắt chước ra được. Mình có kinh nghiệm này. Mình chưa tốt mình phải có công thức, nó phải được chuẩn thì mình sẽ dựa vào công thức, đúng không? Khi mà công thức đã gọi là đã đạt được cái tỷ lệ thành công cao, ví dụ như công thức của mình đang chia sẻ năm đây, thì khi đó anh em chơi cái bộ môn tài xỉu thì nó chỉ là một cái trò chơi rất dễ thôi. Tiếp tục nha, nếu mình chạy nghịch nha thì đây mình sẽ tính cho anh em cái cục là 13 cộng con 9 là bằng 22, đúng không? Thì anh em sẽ đá cho mình cộng con xỉu. Đấy là chạy thuận anh em nhá. Còn chạy nghịch thì tiếng này anh em sẽ tấp vào tài này, chạy nghịch này. Đấy nhá, mình đạt 12 cộng 40
bài 22 thì chúng ta cũng đã vào tài. Đấy, như ở bên này thì thuận thì chúng ta là có là chẵn xỉu và đại tài, còn bên này thì chúng ta có là chẵn tài và đại xỉu, được chưa? Và tiếp tục 11 cộng với 13 là có là 24, chúng ta sẽ bắt vào tài tiếp. Thế là vì thế thì mình quên anh em làm quyết định ba cái đầu tiếp theo mà cái xu hướng cái cầu chạy thuận nghịch đấy, chẵn xỉu hay là chẵn tài thì anh em phải bắt ở phiên sau, chứ đừng mà vừa vào mà thấy hấp tấp vội vàng pha vốn là luôn thì thật ra tỷ lệ thành công nó không phải là không cao, đúng không? Không phải là không cao, nhưng mà nó sẽ làm giảm cái vốn của mình đi, hoặc là những cái tiếng đầu nó sẽ là gãy thì mình tâm lý lúc sau là chỉ muốn gỡ là gỡ, thì thành ra là không chỉ có tâm lý là gỡ thôi, thành ra là nó không còn chuẩn được nữa, đúng không? Không còn tỉnh táo được, đúng không? Thế là vì thế thì anh em nên nhớ cho mình là trong những tiếng đầu anh em nên là quan sát, sau đó là anh em đi vốn thì nó sẽ hợp lý hơn anh em nha. Ok, và trong đầu này thì con đường nó sẽ đều như vậy, tài nó có nhiều chỉ có nhiều vì chắc chắn là nó đang tầm 26 và 24 thôi. Thế là vì thế thoải mái có thể áp dụng khi mà cầu nó đang chạy đều như thế này nha. Còn trên lệch tầm 27 này và 23 thì chúng ta có thể áp dụng được, nhưng không phải có áp dụng được, nhưng mà có thể để có thể là có được nghiêng về tài nó sẽ rất là nhiều hơn, và vì chỉ số nhiều hơn thì nếu như mà có trường hợp đấy thì cần là bệt khoảng tầm 3 tay hoặc 4, 5 tay thôi là anh nghỉ là được rồi. Nhưng còn như thế đó tổng 27, 23 là anh nghỉ sớm nhé. Còn như vậy mà khả năng để ra như này thì sau cái tên này thì nó cứ để tay cho mình cũng được, không sao cả. Đây là một công thức mình tính theo cái sóng cầu, theo cái sóng cầu từ đầu cầu của sóng này cộng cuối cầu của sóng đấy, có phiên điểm ra của cái phiên vừa rồi anh em là có cái kết quả đẹp, nên là vì thế anh em cứ tiến áp dụng và chơi vào cá kiếm một số người như mình mong muốn anh em nhé. Ok, thì video này sẽ kết thúc ở đây và chúc anh em may mắn khi đã áp dụng thành công để công thức này vào chơi nhé. Ok, chào tất cả anh em và mọi người, bye anh em nhé.